Vải thiều lục ngạn, mận Bắc Hà, bí thơm Bắc Cạn mới hái buổi sáng, từ giờ chiều đã về đến 489 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội. Không những tươi ngon, mà toàn bộ sản phẩm đều có địa chỉ nhà vườn, được kiểm soát chất lượng từ quá trình sản xuất đến vận chuyển. Và đặc biệt, người thu hoạch, người đưa vải đi bán đều qua kiểm tra để đảm bảo các điều kiện an toàn phòng dịch COVID-19. Mang hàng đi tiêu thụ giúp bà con thì bọn em cũng phải là tiêm và qua kiểm sát trùng các kiểu, phải qua những cái chốt kiểm dịch. Ở đây vải thì là theo tiêu chuẩn Việt Gáp, cho nên là chất lượng rất là đảm bảo, nó rất là được theo đúng tiêu chuẩn về an toàn vệ sinh thực phẩm, rất là ngon. Tại quầy tiêu thụ nông sản an toàn phòng dịch của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, người mua đứng cách nhau 2 mét. Nhiều người đã đặt hàng trước qua trang fanpage hoặc số hotline 1900 866 630. Mọi người đều tin tưởng uy tín của người đứng bán. Rất khác biệt, đấy là chất lượng an toàn thực phẩm. Bộ Nông nghiệp là đơn vị đảm bảo về mặt chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm. Giá bán thì thống nhất toàn bộ cả 3 đoàn thể. Sản phẩm khi mang về các cái cửa hàng này thì được các cái địa phương đảm bảo vệ sinh phòng dịch, cũng như là được chứng nhận về an toàn vệ sinh thực phẩm, sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Giá bán tại các điểm tiêu thụ nông sản an toàn phòng dịch không rẻ, vì mục tiêu không phải là giải cứu, mà là hỗ trợ nông dân bán nông sản đạt chuẩn xuất khẩu qua các điểm bán có uy tín. Qua đó, giúp người tiêu dùng tiếp cận nông sản thực sự an toàn và có giá trị khác biệt. Quan trọng là hướng tới cái người nông dân, người ta thấy rằng người ta tự hào, người ta giới thiệu được cái nông sản và có trách nhiệm với người tiêu dùng. Cái đó mới mang lại một cái giá trị nhiều hơn là những cái điểm giải cứu. Các điểm tiêu thụ nông sản an toàn phòng dịch sẵn sàng nhận chuyển hàng đến tận các bếp ăn. Thời gian vận chuyển trong ngày để đảm bảo tươi ngon, và cách thức tiêu thụ này sẽ được duy trì lâu dài, không chỉ trong mỗi mùa dịch.